Đây là toàn là cái đầm nuôi tôm của mình nè các bạn. Linh kiện của nó, máy móc rồi oxy và xanh xanh cho nó ấm máy cho ăn nha các bạn. Rồi thấy đã. Đây là hầm dèo tôm, khi mình dèo nó bự mình mới bung qua cái hầm bên đây nha các bạn. Chuẩn bị lên nữa các bạn ơi. Hầm này bán cả 1.500 các bạn, 1.500 mét vuông các bạn, hầm bạc các bạn. Giờ mình đang kéo tôm nha các bạn. Này kéo chưa xịt các bạn. Nhiều quá. Hôm tôm mình dự định là bán có 5 tấn nha các bạn. 5 mấy con, 6 con ký các bạn. Kéo hai lưới nha các bạn. Năm bảy tấn không? Hả? Ghê vậy? Đá kéo không? Không cần xiệt mà tôm cả đó. Vô góc này dữ lắm ạ. Ghê trời, đúng ứng. Ai mình nói canh có thằng ở trong chổng, motor ở chổng không chứ đâu có mà này đó. Điện đại trong nhà trời. Đó, thấy ham thiệt trời, quá trời luôn. 1.500 mét vuông, 5 tấn tôm các bạn. Ồ, hết biết luôn, vô cái góc đây. Kéo hai lưới nữa các bạn. Quá trời các bạn, trúng. Ồ, xi này chắc nhiều lắm. Tôm xanh lè tốt lắm các bạn. Hả? Vậy đó hả? Này kéo không nó gỗ cái này đó hả? Ồ, nãy giờ cỡ 500 kg chổng chưa? Hả? Có cả 500 kg gì đó hả? Vậy hả? Quá trời ơi các bạn coi gỗ. Hầm tôm này dự định là 5-6 tấn nha các bạn. Quá trời. Mình đang đứng ngoài hầm các bạn. Ôi, quá trời trúng luôn các bạn. Hầm bạc các bạn ơi, hầm bạc.
thấy ghê không? Chưa xịt đó nha các bạn. Xịt rồi cái này dữ lắm. Tôm này có 1.500 mét vuông mà nuôi 400.000 con giống nha các bạn. 50-60 con hầm tôm này dự định khoảng 6 tấn nha các bạn. Đây là linh kiện máy móc và chạy oxy nha các bạn. Motor hay là máy nha các bạn. Đây đây cái hầm dèo các bạn. Hầm dèo tôm con khi mình ấy đủ tiêu chuẩn mình xả qua hầm bên đây. Hết biết luôn vô cái chỗ cái này nè. Bạn thấy hết hình dung luôn, trời trời. Thấy mê cô ly. Nhiều cả tấn ngoài 2 tấn lưới này không? Đang thu lưới lên nha các bạn. Nó nằm ngoài đó xếp lớp. Đó, tôm đang tốt. Ủa lưới gắt quá à. Quá trời đầy nhóc con lưới. Cắt chút bãi nhiều xuống đi. Cắt chút bãi đi lên.
Không, mình nhảy ra kéo vô xuôi đi. Ba ngày thịt chó không á, đánh giọng chết muốn chết rồi, qua toàn cơ dắt lên chung. Mấy chục cặp, 2 tấn. Quá giờ vô góc cái nghiệp xẹt cũng giật. Ghê. Thiệt chứ? Thiệt chứ? Hả? Thay đã nhịp gần tắt đi đã, tao cũng nhập mặt ổn lắm.